Người phụ nữ này đang sinh con. Đứa trẻ vừa ra đời đã khiến bác sĩ phải kinh ngạc. Không ai ngờ được đứa bé lại bay lên. Đây chính là nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta. Tên cậu bé là Oscar. Người mẹ Natalia túm dây rốn kéo con mình xuống. Cô cho rằng con mình nhất định là một thiên thần. Nhưng bà ngoại Alina lại không nghĩ vậy. Không chờ con gái mình nghỉ ngơi lại sức, bà đã kéo con gái chạy khỏi bệnh viện, sợ bị người khác bắt lại đem đi nghiên cứu. Sau khi về đến nhà, Alina lập tức cấm Oscar ra khỏi cửa. Nhưng sáng hôm sau đã không thấy Oscar đâu nữa. Bà Alina tìm quanh nhà mới phát hiện ra cậu bé đã bay lên trần nhà rồi. Hôm sau có họ hàng đến hỏi thăm, hai mẹ con nhanh chóng tìm được một cái thắt lưng ra. Buộc chặt Oscar trên giường nên các bà cô không phát hiện ra gì bất thường. Sau khi họ ra về hết để bảo vệ Oscar không bị thương, hai mẹ con họ bắt đầu phủ chăn nệm kín hết trần nhà và thêm dây buộc trên giường. Nhưng mấy ngày sau mấy bà cô lại đến. Bọn họ muốn đưa Oscar ra ngoài tắm nắng. Alina nói là đứa nhỏ bị dị ứng với ánh nắng mặt trời để từ chối bọn họ. Cứ như thế Oscar đã dần dần lớn lên trong nhà. Việc cậu thích làm nhất chính là nằm trên trần nhà xem Batman. Mong ước được trở thành một siêu anh hùng như Batman. Alina mỗi ngày đều bắt cậu đọc sách viết chữ, học thêm nhiều điều mới. Nhưng mà tất cả những điều này còn lâu mới thỏa mãn được sự tò mò của một đứa trẻ với thế giới bên ngoài. Oscar ngày nào cũng vịn vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Không ai hiểu con bằng mẹ, Natalia nhìn ra mong muốn của Oscar, bắt đầu dạy cậu cách đi đường. Đến khi Oscar đi đứng được như một đứa trẻ bình thường, Natalia đã dẫn cậu bé đi ra ngoài, ngắm nhìn thị trấn nhỏ nơi bọn họ sống. Được đi trên đường, Oscar hít thở không khí tự do. Người dân trong thị trấn cũng lần đầu tiên thấy Oscar, đều rất tò mò về cậu. Lúc Oscar đang đợi mẹ ở ngoài cửa hàng, bất cẩn đụng phải cô bé Agatha. Cậu vội vàng xin lỗi nhưng Agatha bắt cậu phải cầm hai bình nước giúp và đưa cô bé về nhà để chuộc tội. Oscar muốn đợi mẹ nhưng Agatha liên tục thúc giục Oscar, chỉ đành đi theo. Agatha đi rất nhanh để theo kịp cô bé. Oscar đã lén ném bỏ hai cục tạ trong người ra. Đến trước cửa nhà Agatha, Agatha giằng lại hai chai nước. Oscar lập tức mất trọng lực bay lên khiến Agatha sững sờ. Cô bé vội vã vào nhà, lấy chiếc ba lô màu hồng của mình ra tặng cho Oscar, và vậy là Oscar đã có được người bạn tốt đầu tiên. Cậu bé mời Agatha đến nhà mình chơi, hai đứa trẻ cùng nhau xem Batman. Cùng nhau chơi xích đu, cùng nhau bày trò chơi. Thậm chí Oscar còn dùng năng lực của mình để gian lận khi chơi, khiến cho Agatha vô cùng vui vẻ. Một ngày nọ, Natalia nghe bà của Agatha nói Azetea thấy Oscar biết bay. Vẻ mặt của Natalia sầm xuống, cô không cho phép Oscar chơi chung với Agatha nữa. Cậu bé Oscar vì không có trọng lực, nên mẹ cậu để cậu đeo một chiếc ba lô nặng đi học. Nhưng khi đến trường thấy cặp sách và áo khoác của các học sinh đều treo ở bức tường bên ngoài, Natalia rất buồn, cô dẫn con trai về, bởi vì nếu không có chiếc ba lô kéo xuống, cậu bé sẽ bay lên. Khi vào lại trong xe, bà ngoại Anila an ủi Oscar, siêu nhân thì không cần đi học. Mấy năm sau bà đã qua đời, Oscar cũng đã trưởng thành. Anh vẫn luôn đeo chiếc ba lô mà Agatha tặng, người trong thị trấn đều gọi trêu anh là anh chàng ba lô. Những người khác trong đều đang uống rượu, còn anh lại đọc sách. Ước mơ của anh là viết được một cuốn tự truyện. Mẹ Natalia đi vào rủ anh cùng đi ngắm pháo hoa năm mới, nhưng anh lại chẳng muốn đi chút nào. Oscar ngày càng trở nên cô đơn. Ngày hôm đó, anh xem được chương trình Người Biệt Tài trên TV. Oscar xem vô cùng nhập tâm, quyết định tham gia chương trình này. Nhìn mẹ đang say giấc, anh để lại tờ giấy nhớ rồi xuất phát ngay trong đêm. Đây là lần đầu tiên Oscar rời khỏi nhà từ nhỏ đến giờ. Đến với trường quay của chương trình, Oscar tháo ba lô xuống xong bay lên. Sau khi chương trình phát sóng, rất nhanh đã có một người quản lý xuất hiện, chủ động liên hệ với Oscar, nói có thể giúp anh trở thành hiện tượng mạng siêu nổi tiếng. Còn nghĩ xong cả nghệ danh cho anh, đó là người không trọng lực. Sau đó quản lý David nói với Oscar có thể xuất bản sách giúp anh, dụ dỗ Oscar ký hợp đồng rồi tặng cả một ngôi nhà sang trọng. Oscar phấn khích tham quan ngôi nhà, mơ một ngày sẽ đưa mẹ đến sống chung ở đây. Show của Oscar rất nhanh đã bắt đầu. Oscar đứng trên sân khấu, chỉ cần tháo ba lô bay lên là đã có thể giành được vô số tiếng reo hò và các tràng pháo tay. Oscar bắt đầu nổi tiếng, không chỉ liên tục đi diễn mà còn không ngừng nhận quảng cáo. Người dẫn chương trình nói Oscar bị mẹ ngược đãi từ nhỏ. Chuyện này khiến Oscar rất bực bội, yêu cầu David đi làm sáng tỏ. David lại nói như vậy mới hút người xem, mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Quản lý dẫn Oscar đến gặp nhà xuất bản để xuất bản sách cho anh. Oscar lấy ra bản thảo của anh nhưng nhà xuất bản đã tìm người viết hộ, bịa đặt câu chuyện của anh, nói chỉ có thế mới hút được nhiều người đọc. Oscar bực lắm rồi, anh cho rằng câu chuyện của mình thì nên để anh tự viết. Oscar rất thất vọng với chuyện này, làm ầm ĩ với David. Để khuyên giải Oscar, David đã mời mẹ của anh đến.
Natalia đưa cho Oscar một tệp bản thảo. Đó là nhật ký trước đây anh viết. Oscar càng xem càng thấy buồn. Anh thấy bản thân đã trở thành loại người mà bản thân mình ghét nhất. Hôm sau khi Oscar lên diễn, Natalia cũng đến trường quay. Oscar đã hơi mất bình tĩnh, anh kêu gào quát lớn, khiến chương trình phát sóng trực tiếp toàn cầu hỏng bét. Oscar chán ngán cuộc sống như vậy. Anh bảo David công bố ra ngoài rằng anh đã chết, thế là báo đài rầm rộ đưa tin về cái chết của Oscar. Cuộc sống của Oscar cũng bắt đầu bình yên trở lại. Người đàn ông đang ngồi xe lăn này là một người đang giả vờ tàn tật. Anh ta không những rất khỏe mạnh mà còn biết bay. Anh ta chính là Oscar, bởi vì sinh ra đã không có trọng lực như người thường. Từng trải qua một quãng thời gian trở nên vô cùng nổi tiếng. Nhưng anh đã chán cuộc sống bị người khác vây quanh, nên đã đóng giả làm một người tàn tật. Hiện giờ anh đang làm lễ tân ở một khách sạn nhỏ. Những vị khách nữ của khách sạn đều rất quý mến anh. Vào lễ Giáng sinh, bọn họ còn chuẩn bị quà cho Oscar khiến anh rất vui vẻ. Hôm đó khi Oscar tan ca thấy một vị khách vẫn chưa trả phòng, anh quyết định đi kiểm tra thử. Người mở cửa là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy nói bản thân rất ổn để Oscar đi. Nhưng khi cô thấy chiếc ba lô màu hồng của Oscar thì vội đuổi theo anh. Oscar vừa định phủ nhận thì nhận ra cô chính là cô bạn thân của mình hồi nhỏ, Agatha. Nhiều năm không gặp, hai người đều rất vui mừng. Hôm sau bọn họ hẹn nhau cùng uống cà phê. Uống cà phê xong, Oscar đưa Agatha về nhà. Anh mở cho Agatha xem chương trình cô thích nhất lúc nhỏ. Hai người bắt đầu nhảy theo bài nhạc đang được phát. Oscar đã lâu lắm rồi không vui vẻ như thế. Tối đó Agatha dẫn một vị khách đến. Oscar nhìn Agatha, đáy lòng cảm xúc lẫn lộn. Sau khi xong việc, Agatha gọi điện cho lễ tân bảo Oscar lên tầng. Cô nói với Oscar cô đã không còn là Agatha năm đó nữa rồi. Hôm đó Oscar nhân ngày nghỉ của Agatha hẹn cô cùng chơi cả một ngày. Để bản thân không bay lên, Oscar vẫn luôn cõng Agatha chạy. Cả lúc xem phim cũng ôm nhau. Agatha tặng cho Oscar một cái ba lô mới. Cô nói Oscar đã là người trưởng thành rồi, không nên đeo ba lô màu hồng nữa. Hôm sau Oscar chuẩn bị một bông hồng định tặng cho Agatha. Agatha lạnh lùng như không hề quen biết anh khiến Oscar rất buồn. Qua một lúc sau, Agatha với tâm trạng kích động xông vào phòng. Cô nói hai người họ người nọ thảm hơn người kia. Nếu bên nhau sẽ không có tương lai. Oscar nghe xong rất đau lòng, trở về ngôi nhà nhỏ nơi mình sinh ra. Trong nhà tràn ngập kỷ niệm thuở nhỏ, Oscar nằm trên giường. Nhìn những dấu chân trên trần nhà, dần chìm vào suy tư. Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Agatha đã tìm đến. Cô ôm chiếc ba lô hồng hồi nhỏ tặng cho Oscar và nói xin lỗi anh. Oscar đã tha thứ cho cô, cuối cùng bọn họ đã sống một cuộc sống bình lặng bên nhau. Oscar cũng đã thực hiện được ước mơ hồi nhỏ của anh. Trở thành Batman, nhưng mà không phải kiểu đi chiến đấu với cái ác, mà đi lau cửa kính ngoài tòa nhà cao tầng. Oscar rất thích công việc này. Không những có thể đem lại sự sạch đẹp cho thành phố, mà còn đem lại niềm vui cho những người trong tòa nhà. Đây có lẽ chính là siêu nhân tỏa sáng nhất trong suy nghĩ của anh. Hôm nay đến đây thôi, tạm biệt. Tập phim hôm nay khép lại tại đây. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình đấy nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye!